Ngày hội bố trí không gian triển lãm, kết nối giao thương, tư vấn chia sẻ, trải nghiệm ẩm thực với 15 gian hàng trưng bày, giới thiệu hàng hóa, các ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Sự kiện này giúp các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ gắn kết, chia sẻ kiến thức, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đặc biệt là định hình tương lai bằng cách xây dựng mô hình kinh doanh bền vững, hướng tới môi trường xanh.